Rồi, chủ đề này chắc là mọi người biết hết rồi đúng không? Nhưng mà cái sau đây team số 1 đấy, người quá chia bớt một số người qua team số 1 được không? Mời em qua luôn. Rồi. Con đói rồi, con quân rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề multi-path unlock thì nó là cái gì, xin nữa mình sẽ nói sau nhé. Bây giờ cái này là các mọi người hoàn làm hoàn toàn đấy, bắt đầu ra chơi nhé. Đấy, thì mình hỏi mọi người trước giờ mọi người upload như thế nào? Thì cứ làm theo tự nhiên, theo mọi người upload trước giờ làm sao thì nói vậy thôi, dùng cái gì thì nói cái đó thôi. Và mình chia hai team, mình chia đôi các bạn ra, luật chơi của mình như thế này. Ai lít được nhiều ấy hơn, đội đó thắng. Nhá. Trong trường hợp mà có đội kia phản đối ấy này không đúng hay ấy kia không đúng gì đó thì trọng tài quyết định nhé. Trọng tài quyết định. Mà nếu trong quá trình chơi mà có đội nào ăn gian ấy thì mình có trọng tài qua đây nhé. Trọng tài VAR đây nhé. Cuối trận đấu mình sẽ xem lại VAR và mình xác định đội nào ăn gian thì loại trừ khỏi kết quả nhé. Ăn gian có nghĩa là copy, chạy qua sao chép gì đó nhé. Xem trộm đội bạn nhé. Rồi. Bây giờ Ok, bây giờ mọi người chia làm hai nhóm rồi. Đúng rồi, ok. Giờ các bạn nghe nhé, mọi người ghi trực tiếp lên đó luôn được. Chia quân hoặc là ghi tờ giấy gì đang được. Thôi cứ ghi thì không sao đâu. Chơi công bằng nhé, đừng nhìn với nhau nhé. Giấy phe nhé, giờ hai nhóm nhé, hai nhóm ok. Hai nhóm mình có bút. Cái giấy không nè? Đây, mình sẽ chia đôi bảng ra để xin nữa mình trình bày nhé. Ok. Có lẽ là Quỳnh dùng giấy A4 được nha. Rồi, hai đội cứ đại diện lên nhận bút. Có đội to, đội nhỏ nhé, đội nào nhận bút to đi. Đích là đội to hả? Em là nhỏ hả? Ok. Rồi, bắt đầu mình chia nhóm thảo luận đây, mình liệt kê ra. Ghi càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ghi lên bảng luôn, ghi bảng thì giá gì cũng được. Mời intern dọn luôn. À dạ. Dạ. Này đây. Rồi, ghi giấy. Xin lỗi, mình sẽ zoom cái camera lên nhé. Bây giờ mọi người cứ thảo luận, liệt kê hết tất cả những công cụ thư viện hay là phương thức gì đó mọi người dùng để upload file. Team nào ghi được càng nhiều ấy, mỗi ấy là gạch một đợt dòng để dễ đếm nhé. Team nào ghi được càng nhiều ấy thì team đó thắng game thứ nhất. À như vậy chắc nữa sẽ nữa mình không cần dùng cái bảng luôn đó, chắc nữa mình sẽ dùng zoom cái camera chiếu lên màn hình để mọi người xem luôn. Các đội cử người phòng ngự để đội đối phương qua xem copy nhé. Yeah, it is very high price. This is your seminar, you're gonna do again. What can you say? Mình có cần đếm ngược không ạ? Bây giờ cử một trọng tài ra đếm ngược đi. Sang đếm ngược đi. Bây giờ chưa tính bao nhiêu phút nữa. Bây giờ tính 2 phút nữa đi. 2 phút nữa nhé, 2 phút nữa mọi người. Cào đáo đang hoang cậu. 2 phút đếm từ trong 2 tới cuộc. Cào đào nhé Sang. Thank you.
Tất cả nhé, tất cả các phương thức, tất cả các công cụ, tất cả thư viện. Liệt kê càng nhiều càng tốt. Đội nào liệt kê nhiều, đội đó chiến thắng. Rồi, còn 1 phút thôi. Hết thời gian chưa? Còn 40 giây rồi. Anh không tìm mua hết. Giờ phần tiền khó chia quá. Còn 30 giây rồi. Còn 30 giây. Mấy người nghĩ cho bên ngôi cái nào lần nữa có sống. Còn 15. Sai tính sau, đúng rồi, vì số lượng nhiều mà. Còn 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mọi người giúp mình đánh. 1. Rồi, mọi người giúp mình đánh số vào luôn. Đánh số vào luôn, đánh số vào luôn, được có bao nhiêu ấy đánh số vào luôn. Đánh số thì được bao nhiêu ấy. À, chắc là không cần cái bảng nha, đội nào trình bày trước? Đội nào trình bày trước? Đây, đội nào trình bày trước vui lòng để trước cái camera này, để tờ giấy trước camera này mình sẽ cho mọi người cùng xem luôn kết quả, đếm nhé. Đi tờ, đây là tờ số 1 đúng không? Đội số 2 đó, nhớ đội số 2 giúp anh nhé. Không ghi nữa hết giờ đâu. Đây là đội số 2 đúng không? Đây là đội số 2. Đây là đội số 1. Ok, mình đếm đi nghe. Đếm thử mọi người thấy không nha. Đội số... Nhìn thấy không? Xa quá. À, chắc là... Thôi được rồi. Ok, cũng được. Ý thứ nhất nhé, là dùng Google Driver đỡ blog. Tính không? Được. Ok. Dùng Firebase có hỗ trợ này không? Có. Hai. Dùng Git. Ba. Tính luôn đúng không? Tạm. Tính. Sao? Anh nó đang cái quái nào cái chức năng thì sao anh? Nếu bất kỳ quái nào cái chức năng sẽ nó cái chức năng của bạn. Ok, tính không? Git không tính nghe, Git không tính nghe. Ok. Amazon Web Service cụ thể là gì? S3 3. iCloud 4. Nha. Zalo tính không? Tính là không. Không tính. Zalo tính. Facebook tính không? Không. 1, 2, 3, 4 rồi. Instagram tính không? Robot tính không? Robot. Thứ 5 nha, nhớ mọi người đánh nha. 5. Thứ 6 là YouTube. 6 tính. Thứ 7. AF gì đây? À, làm một file gì đó. Thư viện. À, là ý thứ 7. Là thứ 7 nha. Retrofish. Được, đúng không? Android 8. Volley. Không biết. Rồi tính tới 9 nha. Bay gì đây? Bay gì đây? Là bay Z rồi hả? Không đánh. Chín nhé, đội số 1 là 9 nhé. Đội số 1 9 điểm nhé. Ghi giùm ra trong tay ơi, ghi điểm lên bảng cộng lại đây, số này quên. Game số 1.
Đội số 1 9 điểm, đội số 2 nhé. Quay là cái gì em? À, là cái tiêu đề thôi đúng không? Không tính đâu. Ok. Thứ nhất là form of lớp. Form of lớp. 1, 2, gì đây? Base số 4. Tính, tính luôn, 2. Thứ 3 là retrofit. Thứ 4 là RX, gì đó. Thứ con rồi đúng không? 4. Thứ 5 là gì đây? Robot. Nãy định kia tính. Thứ 6 Google Driver. Thứ 7 iCloud. Tính. Thứ 8 OneDriver. Tính. Đội số 2 8 điểm. Trong game này đội số 1 chiến thắng. Chúc mừng đội số 1. Còn ba game lận. Chỉ có một quà thôi. Thì đấy. Bây giờ mình bắt đầu vào cuộc nhé. Thì tính tổng hợp hết tất cả những cái tool của mọi người nãy giờ này, nó đều quy về một trong hai dạng upload này. Không. Sau đây mình tắt cái dịch này, vì dịch tiếng Việt không được. Thì cách thứ nhất đó là cách upload symbol object. Đúng không? Thì dùng cái form đẩy lên là nó cứ một file từng lần lần nó tắt đưa lên. Thấy chưa? Hay các bạn dùng gì đấy? Dùng retrofit gì đó thì phần lớn nó là như vậy, thuộc vào cái kiểu thứ nhất. Thì upload thứ nhất là cứ 10 MB cũng là một object, 20 MB cũng là object, 30 MB cũng là object, 40 MB cũng là object. Mà lỡ nó fail một cái chỗ đây là cái 40 MB up lại toàn bộ 40 MB. Đúng không? Hoặc là lỡ nó cái file 80 MB mà nó fail phát thì cũng up lại 80 MB là hoàn toàn. Thì cái đó là cái bất tiện của cái single object, mà cái file càng lớn ấy thì việc upload lại càng nhiều. Thì có cách thứ hai là cái multipath upload. Thì họ làm cái gì ở đây? Một cái file giả sử như 80 MB họ cách ra làm 8 phần, mỗi phần là 10 MB đi. Đúng không? Và upload từng phần nó lên. Từng phần lên thì trên này server sau khi mà upload hết trước khi upload phải khởi tạo một cái ID gì đó, đại khái là để mình định danh, mình bắt đầu đánh dấu là bắt đầu một cái upload một cái file. Rồi sau khi mỗi phần upload xong thì mình gọi một cái API gọi là commit hoàn thành để nối hết tất cả những file lại với nhau. Nói là file rồi thì lúc này mình có thể move cái file đó vào trong bucket hoặc là dời trong một số cái một số server để lưu trong DB. Thì cái việc mà handle upload multipath này, sorry hôm nay mình không được cập tới cái phần ở server side. Nhưng mà server side thì phần lớn các cái API, mấy cái dịch vụ lớn nó hỗ trợ rồi nhé. Ví dụ như S3 của Amazon cũng có hỗ trợ multipath upload này, cũng hỗ trợ cắt ra rồi mệt lắm, rồi join file lại này. Rồi Azure cũng có. Ở cuối slide này thì mình có để cái document sau này các bạn tham khảo. Rồi Google Storage cũng có hỗ trợ cái này. Nhưng mà ngay cả thậm chí mình không dùng mấy dịch vụ đó, mình tự upload file thì mình cũng có thể implement được cái kiểu này. Đúng không? Khi bắt đầu thì mình tạo một cái record trong DB đó. Rồi khi mỗi file upload lên thì mình lưu tham chiếu tới cái reference đó, cái record đó. Tới khi kết thúc thì mình join lại. Nhưng mà nếu mà các bạn implement theo kiểu các bạn tự implement thì chú ý tới cái vụ load balancer nhé. Giả sử như mình chạy Docker đi hay chạy một máy đi. Bây giờ mình đúc 5 phần đi. Mà một phần nó rơi ở server này, một phần nó rơi ở server kia, hoặc là hai phần rơi server này, ba phần rơi server kia, thì lúc mình join lại mình phải copy file từ server này và server kia thì nó bất tiện và nó không có đạt hiệu quả. Thì nếu mà các bạn tự implement thì nhớ cái vụ mà load balancer là phải thiết lập cái chiến lược load làm sao, balancer cân bằng làm sao để tất cả những cái yêu cầu upload từ một cái địa chỉ nào đó nó sẽ đưa vào cho trả vào cho một máy xử lý, đúng không? Thì lúc đó nó join file từ local nó nhanh hơn so với việc join file từ nhiều cái server khác nhau. Đấy là cái lý thuyết về mặt multipath upload. Hết rồi. Hết chưa? Còn em phim còn dài lắm, đâu hết vậy được. Mới tới đây thì mình mới ở cái level thứ nhất. Mọi người biết cái mô hình này không? Biết cái tháp này không? Mà tháp dinh dưỡng. Tháp này gì? Thang đo lâm, chứ không phải là tháp Maslow gì đâu nha. Thang đo lâm, thang đo của cái mức độ nhận thức ấy.
Thì ở trong cái miền nhận thức của mình đây, người ta phân làm ông Lâm ông phân làm 7 bước giải, sau này học trò ông cải tiến một số. Nhưng mà về cơ bản ban đầu là cái lĩnh vực, cái phần thứ nhất là cái ở mức know, tức là biết thôi. Giống như mình mà vừa giới thiệu các bạn biết à, multi upload là như vậy, là cắt ra thành n phần, sau đó gom lại thành một file lớn gì đó không? Thì đó là mình mới biết thôi. Còn mình chưa biết cái phần thứ hai là hiểu nó như thế nào. Nguyên lý này là mình và mặt nguyên lý lý thuyết đằng sau nó như thế nào. Rồi tới phần vận dụng nó vô trong dự án mình như thế nào mình chưa làm được. Đúng không? Rồi tới phần phân tích. Rồi tới tổng hợp, rồi tới đánh giá, rồi so sánh nữa. Thì ở mức càng cao lên ấy, thì có một số cái level sau nó đổi cái evaluation thành cái creation, tức là sáng tạo gì đó nữa. Đấy. Thì ở mức càng cao thì càng ít người biết, mọi người thấy cái tháp mà, lên trên thì càng ít người biết. Ở dưới mức càng thấp thì càng nhiều người biết. Đúng không? Nhưng mà mình mới ở mức thấp này thì mình đâu làm ăn gì được, đúng không? Không vận dụng được, không sáng tạo được thì không có tạo ra được sản phẩm gì hết trơn, thì mức này ai cũng biết hết trơn thì mình chả có hơn được ai hết trơn. Nhé. Bây giờ làm sao để mình lên mức cao hơn là mình hiểu, biết và vận dụng nữa? Thì cách duy nhất là phải đặt câu hỏi thôi. Đúng không? Mình dần dần mình xây dựng cái build cái vision, cái tầm nhìn của mình. Muốn có vision thì phải hỏi. Đúng không? Chứ không ai biết hết bạn, không ai biết hết bạn điều. Mình hỏi rồi mình tự trả lời, tự tìm kiếm và trả lời dần dần biết dần ra. À, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp nhé. Đây, chưa? Sẽ có game. Mình hỏi tiếp. Bây giờ mình sẽ upload 10 phần đấy. Mình sẽ upload như thế nào? Tương tự, đẩy từng phần lên hay là chạy đa tiếng? Nhé. Mình có nhiều cách nhé. Mình đẩy từng phần cũng được. Mình đẩy một phần xong rồi xong đẩy tiếp phần thứ hai. Lỡ có fail, đẩy lại đúng phần bị fail thôi. Thì nó vẫn có được, tận dụng được cái ưu điểm của Multibus upload rồi. Không phải upload là toàn bộ đúng không? Nhưng mà cách thứ hai là mình đẩy 10 phần song song như thế này lên để chạy song song nhanh hơn. Giờ câu hỏi khó đặt ra, tại sao song song là nhanh hơn, chạy song song là nhanh hơn? Bắt đồng bộ. Bắt, tại sao bắt đồng bộ là nhanh hơn? Không. Cầm cái chùm này, tin số 1 giữ micro nhé. Giờ mình hỏi tin số 1 tại sao? Tại sao bắt đồng bộ là nhanh hơn? Tin số 1. Ai đại diện trả lời tại sao bắt đồng bộ nhanh hơn? 5 giây mà không trả lời, mất lượt tin số 2 trả lời nhé. 5, 4, 3, 2, 1, mất lượt tin số 2. Sao tại vì... 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, alo nghe hả? Đâu? Lộ, nghe lộ. Hả? Đây là do tiền số 2 mất. Tiền số 2 mất nguyên nhé. Bây giờ là không tin là thắng game này nhé. Không có tả. Không có tả. Không được rồi kỹ thuật, không được rồi kỹ thuật, không tin là thắng. Lộ. Bây giờ, ok. Bây giờ không tin nào trả lời thì mình trả lời. Tại sao nó nhanh hơn? Mọi người biết cái này là gì không? Cái này là đa nhiệm. Đa nhiệm nhé. Thế thì tại sao một cái máy tính nó có, ngày xưa máy tính 1, máy tính 2 nó có một cái CPU thôi mà vẫn vừa nghe nhạc, vẫn vừa mở Word, vẫn làm được nhiều việc. Không? Thì thực chất thì CPU nó thực tế nó không phải chạy song song dài mà nó mỗi thời điểm nó thực hiện được một việc này thôi này. Cho nên mỗi cái chương trình của mình ấy là tương ứng với một cái mục set. Ví dụ như phần mà mở Word lên thì đó là một mục set. Mở nghe nhạc đó là một mục set đúng không? Thì mỗi mục set nó chia ra thành những cái phần, những cái câu lệnh thực thi khác nhau ấy. Thì bây giờ người ta chia theo thời gian ấy, thằng này thực hiện xí, màu đỏ thực hiện xí, thằng xanh thực hiện xí đúng không? Thành như vậy cứ xen kẽ nhau xong nó chuyển tiếp cái con test cho thằng kia được. Thì có rất nhiều cái chiến lược, cái này người ta gọi là các em học, không biết các bạn khác có học nguyên lý hệ điều hành không? Bao nhiêu người học nguyên lý hệ điều hành rồi? Nhưng ai từng học rồi, giơ tay lên người, ai từng học rồi? À, quên hết rồi đúng không? Có một số bạn, một số trường ví dụ như kiểu này là nam này là không biết nguyên lý hệ điều hành đúng không? Thì đây chính là bài toán lập lịch trong nguyên lý hệ điều hành thôi. Nói multibus upload thì nói cho nó sang xịn vậy thôi, thực ra là bài toán lập lịch thôi. Nha. Yeah. Thì chính vì nó chia sẻ thời gian với nhau nên cảm giác tất cả các chương trình đều được thực thi. Mọi thứ nó đều buồn nằm bược, không có gì bị gián đoạn. À, cái này đủ giải thích tại sao multibus nó lại nhanh hơn chưa? Chưa. Chưa đúng không? Cái này không thuyết phục đúng không? Bây giờ xem lý do tại sao nó thuyết phục nhé. Thuyết phục không? Hiểu không? Chưa hiểu à? Bây giờ mình giải thích nha. Thì bây giờ thay vì mỗi thread chạy có một cái, mỗi cái process này chạy trong một thread,
cái reset này mình đẩy ra 2 thread. Khối lượng công việc mình nhiều hơn đúng không? Đây có một thread thôi. Được chưa? Thì bộ lập lịch bây giờ nó cũng chia thôi. Ở đây có rất nhiều chiến lược lập lịch khác nhau nhé. Thì tùy vào có cái link ở trong cuối slide thì mọi người sau này cuối buổi mọi người lát slide mọi người xem tham khảo nhé. Ở đây mình nói cái chiến lược round robin tức là xoay vòng ấy. Chia đều thời gian ấy cho mỗi thành một ít ấy. Thì thành thứ nhất đây nó có hai thread. Thread thứ nhất lái một này. Tới thread thứ hai nó lái một phần này. Tới cái thành đai lái phần nữa này. Đúng không? Tới thread 1, thread 2, thread 3. Không. Có thể thành một reset thứ mức. Reset thứ nhất nó chạy bao nhiêu? Hai cái. Thằng đai chạy nhiều. Thằng đai chạy hai lần, đai mới được chạy một lần thôi. Chúng ta tôi chạy nhiều thread hơn, tôi lại hơn đúng không? Nhanh hơn đúng không? Đúng không? Thuyết phục chưa? Thuyết phục chưa? Chưa thuyết phục thì từ từ bữa sau game sau cho tiếp nhé. Ok. Được chưa? Và cho dù trên máy tính trên cái máy cho dù là trên điện thoại iOS này, Android này hay là trên PC, Windows, Mac OS gì cũng vậy. Nó có rất nhiều cái tiến trình chạy sẵn trong đó. Tiến trình của hệ điều hành có này, tiến trình của máy ứng dụng nghe nhạc, xem phim, giải trí có chạy song song, không riêng gì tiến trình của mình, không phải riêng app mình đâu. Thế thì mình không chạy thì thằng khác nó cũng đẩy vô lịch đó nó chạy. Nó khác chiếm nhiều hơn mà mình đẩy ra nhiều thread thì mình lại chiếm nhiều slot hơn, thì mình chạy nhanh hơn thôi. Thì đó là lý do tại sao multi-thread nó lại nhanh hơn. Được chưa? Đó là câu hỏi thứ nhất nhé. Là mình nên chạy tuần tự hay là chạy song song nhé. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai. Giờ việc gì xảy ra với cái gói 400MB? Mình giả sử mình upload bằng multi-thread đi. Thì cái thằng 80MB này mình tách thành 8 thread chạy đúng không? Bây giờ cái thằng 400MB mình tách thành bao nhiêu? 40 thread chạy đúng không? 40 thread chạy không biết có mấy có khi máy mạnh nó còn chạy được, còn ráng được đâu. Bây giờ lên 4GB. Quá thông minh. Chạy nổi không? Vì mỗi thread như vậy các em phải nó phải chứa bộ nhớ, nó phải khởi tạo bộ nhớ hết của nó. Bộ nhớ để nó lưu biến rồi lưu giá trị. Giả sử các em đẩy cái nội dung của cái 40 MB của một cái phần đó vào trong RAM đi. Thì bây giờ 4GB RAM còn nổi không? Giả sử mấy em chỉ có 2GB RAM làm sao chạy được 4GB RAM? Làm sao upload được cái file 4GB? Chết, đơ ngay lập tức đúng không? Đấy, dần dần mình đặt câu hỏi là mình sẽ trả dần dần trả lời dần là mình mở rộng được cái tầm nhìn của mình ra được cái vi sinh nhé. Bây giờ game tiếp theo nhé, là nhiệm vụ của mọi người nhé. Đây chỉ là hai câu hỏi đầu tiên thôi nhé, gợi ý thôi nhé. Còn rất nhiều câu hỏi khác mọi người đặt liệt kê ra cho mình. Rồi giới hạn của resource nhé. Rồi hai nhóm 1, 2 quay trở lại thảo luận tiếp, lật cái tờ giấy lại nhé và ghi tiếp cho mình. Lúc chơi dữ cũ nhé, đội nào ghi được nhiều phương án hơn, nhiều vấn đề hơn, rồi đó thắng nhé. Rồi xin nữa mình nói dụ không có mạng nhé. Rồi bây giờ mình kê hai nhóm muốn 1 và 2 trở lại nhé. Hai nhóm là nhận giấy nhé, nhận giấy này. Nhóm số 1 đâu nhận giấy là gì? Nhóm số 2 nhận giấy. Bây giờ câu hỏi là hãy liệt kê tất cả những giới hạn hoặc là tất cả những thứ gì có thể mà làm cho cái việc multipath upload này nó không chạy được hoặc là nó không hiệu quả nhé. Một là có thể khiến nó không chạy được luôn. Hai là có thể nó chạy được nhưng mà nó không hiệu quả so với việc upload bình thường. Tất cả các nguyên nhân, tất cả các vấn đề, tất cả các giả thuyết có thể dẫn đến cái hai việc này. Mọi người liệt kê ra nhé. Rồi 3 phút thôi nhé. 3 phút rồi nhé. 3 phút rồi. Các nhóm cử họ về ra phòng ngự nhé. Ghi ra nhé, vừa thảo luận vừa ghi nhé, chứ không thảo luận xong ghi không kịp.
Mình vừa nói vừa ghi ra nhé, đừng thảo luận sâu quá, mình ghi thua ít hơn đối phương. Vừa nói vừa ghi nhanh nhé. Mấy phút nữa sang, mấy phút nữa. 30 giây nữa nhé. Ba phút. Rồi còn 1 phút 10 giây. Hết giờ. Hết giờ, không biết nữa. Không biết nữa. Thầy có dám chấp cái máy này. Rồi, từ, tài quyết định. Xíu nữa có VR nữa. Rồi, nhóm số 1 bên này nhé. Thứ nhất, big connection, chấp nhận đúng không? Thứ hai, big size, lớn quá, lớn không nổi. Yeah. Thứ ba, error server, chấp nhận đúng không? Lỗi server, server die, server chết thì cũng không lót được đúng không? Ba, thứ tư, unstable connection, chập chờn. Chập chờn. Đúng không? Chấp nhận phản đối nha. Unstable với lại disconnection nó cũng là chập chờn như nhau mà. Rồi. Tóm lại là 3. Rồi 3 trong tay. Thứ tư. Overload server. Đúng. Thứ năm. Mượt file lỗi. Đúng đó, chấp nhận đó. Thứ sáu. Device not good. Đúng không? Đúng, chấp nhận không? Device và điện đang chạy nó tập thì cũng dài đúng không? Thứ sáu rồi nhé, đếm nhé. Thứ bảy. Server not support. Server không hỗ trợ upload cái loại file đó. Được đúng không? Thứ tám. Virus chịu không? Thứ chín. Lack of data bad of file, nghĩa là thiếu phần gì đó. Thiếu file. Đang upload, lỗi thiếu file đó. Ok, chấp nhận nha, 8 nha. 8 cầm tay. Số 1, 8. Game thứ 2, số 1, nhóm 1, 8. À, nhóm số 2. Thứ nhất, tốc độ Internet speed. Rồi, chấp nhận. Thứ 2, file too large. Quá lớn. Nhận. Thứ 3, cannot connect Internet. Đúng. Thứ tư, server storage demand, dung lượng cầu cứng còn lại của server ấy. Thứ năm, cái gì đây? Device CPU RAM. 3 chấm. Ok, device nó good. Rồi. Thứ năm, thứ sáu, it taken storage from other tasks.
mở nhạc đơn này, nhạc phim là do thiếu dung lượng từ máy đó, trùng đúng không? Trùng hết rồi. Rồi, bỏ không tính, mở năm thôi. Thứ sáu nha. Server does not support multipath. Server. Ok, chấp nhận có những cái server không in lên. Thứ sáu. Thứ bảy, server limit max bus file, tức là server giới hạn cái file tối đa có thể upload được. Một số có đúng không? Thứ tám, server limit total file size, giới hạn tổng. Tổng. Hai cái khác nhau, ok, chấp nhận đã. Cái thứ chín, not enough memory, không đủ bộ nhớ. Mình đây à? À, nó đi nắm bên đây đang hấp lớp mà nó sẽ đang hấp tiền. Tài khoản tiền chấp nhận, ok. Nhóm là tiền sai 9 điểm, thắng thuyết phục, ok không? Tỷ số bây giờ là gì? Tỷ số bây giờ là một điều. Một điều nhé. Rồi, cảm ơn tất cả hai team liệt kê rất nhiều ý rồi. À, tất cả đều đúng nhé. Không, chỉ có một cái trùng là tính từ ra thôi chứ còn không có là sai hết. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình sẽ sum up lại một số nhóm thôi nhé, chứ không nói chi tiết ra quá nhiều, nhiều quá kể không hết nhé. Thứ nhất là bao nhiêu bộ nhớ mà RAM 2GB không thể upload được quá nhiều file đúng không? 2GB thì ngồi hồi điều hành ra nó chiếm mất đi máy luôn rồi. Đấy. Tài nguyên và memory. Thứ hai, bandwidth. Băng thông của cái đường truyền internet mình bao nhiêu? Băng thông chẳng hạn như đường truyền mình thuê có 5 megabit mà mình đòi upload cái file 40GB. Mình hỗ trợ multipath rồi mình sổ ra một đống bát làm sao nó chạy nổi đúng không? À, thứ ba là à dạ. Ok. Ngã xuống xe nhé. Ok, ok, thôi được rồi. Được rồi, bây giờ cái thứ ba là cái tốc độ đọc ghi của cứng nữa nhé. Có khi bây giờ mình sổ ra 40 bát nhưng mà đọc ghi cùng lúc 40 bát đọc không nổi, cứng đọc không nổi. Tốc độ ghi chậm, hard driver ngày xưa ổ đi ổ mà quay không, ổ cơ chứ không phải ổ hard, ổ SSD chạy cũng nổi. Thì một số thứ mình nhắc lại thôi cho còn nhiều ấy khác mà mình không thống kê được hết mà mọi người biết nhiều hơn mình nha. Mọi người liệt kê vừa rồi nhiều hơn mình rồi. Thì nói chung mong muốn là vô hạn, nhưng mà tài nguyên thì luôn bao giờ cũng có giới hạn. Cái điện thoại có bao nhiêu GB RAM đó thì nó bao nhiêu GB RAM đó đâu. Trừ khi mình đem tới mình thay đúng không? Cắn thêm RAM đúng không? Hoặc là từ khi mình đập đi mình mua cái mới đúng không? Xì ngơn nhiều hơn đâu. Ờ vậy chắc là chỉ có trường hợp mình đi đập rồi mình mua mới là nó xịn hơn thôi. Mở rộng tài nguyên. Thế thì bây giờ mình khi lên mình tài nguyên giới hạn ấy, thì mình phải chơi theo kiểu con nhà nghèo có giới hạn nhé. Thì mình sẽ làm cái gì? Làm gì theo mọi người bây giờ thì làm gì để? Không, câu hỏi này câu hỏi tương tác thôi, câu hỏi này không tính. Không tính nghe nhé. Theo mọi người bây giờ là không tính tim nhé, không tính tim nhé. Mình làm cái gì để mình upload được cái file 40 MB 4GB đó? Thì cắt nhỏ ra rồi, nhưng mà cắt nhỏ mà đẩy lên 400 phần thì nó cũng chết. Đẩy lên một cái số đẩy từng đợt. Đẩy từng đợt. Chính xác rồi. Ví dụ như mình chia 400, mình đẩy 10 trước cho nó xong hết, rồi đẩy tiếp 10 cái sau. Đúng rồi. Đó là điều mình muốn nói. Bây giờ mình không có, mình không phải con nhà giàu thì mình phải chơi xếp hàng. Cùng lúc mình phục vụ được 2 người, 4 người thì mình chỉ xếp hàng thôi, 2 người, 4 người trước xếp thành 2 hàng, 4 hàng. Đúng không? Người tới sau thì upload sau. Thì mình sẽ chơi hàng đợi, queue và stream luôn. Thì đây chính là cũng là cái nguyên lý chính trong cái môn nguyên lý hệ điều hành đúng không? Một lần nữa giơ tay lên lại coi thấy ai học nguyên lý hệ điều hành rồi. ai học rồi. 1/3. Ừ, nói ra nè. Tương tự. Thế thì bây giờ một cái video như thế này, khi mình upload ra mình sẽ tách nó ra thành ví dụ 4 hay 8 phần gì đó tùy mình nhé. Thì mỗi phần mình phải filter ra đủ thông tin nó, ví dụ cái video ID là gì, cái ID để mình lưu lên server ấy để sau này mình upload lên cập nhật thông tin ấy, cái video
rồi cái đường dẫn bên dưới local là gì, đúng không? Rồi cái ID của cái địa chỉ mà để mình upload tới thì thường thông thường ví dụ như các em dùng S3 thì có cái upload ID đúng không, hay là Google Drive nó cũng cho mình cái định danh cái địa chỉ để mình đẩy lên file lên đấy, thì cái đó là upload ID gì đó. Rồi cái phần số bát là bát, phần này là phần số mấy đúng không, bát thứ một thì sau này mình cho nó lại thì mình để nó vị trí thứ nhất, chứ mình upload lên tấp lên 10 phần sau ấy, phần thứ nhất nó đảo ra sau đuôi, phần thứ hai nó đảo ra giữa thì thôi cái file mình hỏng, không ghi được nhé, đúng không? Mình phải đánh dấu nó là phần số bát nào, đúng không? Rồi vị trí tính từ file, mình không đọc lại nguyên file nhé, mình đọc lại từ vị trí, ví dụ như mình tách 10 phần thì từ vị trí 1000 đi, cái phần thứ nhất là từ vị trí số 0 đến vị trí 1000, phần số 2 sẽ là từ đọc, mình đọc từ vị trí 1001 tới 2000, đại khái là vậy, đúng không? Mình tách ra. Rồi cái precise là cái địa chỉ để upload, hồi nãy kia là cái địa chỉ để đặt file nhé, còn bây giờ là cái địa chỉ để đặt cái phần mình đẩy lên đấy. Đó. Thì có rất nhiều thông tin khác tùy vào mỗi cái platform cụ thể, tùy vào các em làm việc với cái service cụ thể là service của Amazon hay là service của Azure của Microsoft hay là service Google Cloud platform của Google nhé, thì nó sẽ có những API riêng và có những cái trường thông tin riêng của nó, thì mình làm với bên nào thì mình cập nhật thông tin theo đơn đó nha. Yeah. Rồi thì mình tách ra một những phần như vậy, giả sử mình tách là 3, 4, 5 phần vậy đó, thì mình sẽ đẩy vô một cái queue gọi là batch queue, hàng đợi nhé. Thì cứ ai upload file A còn tách thành 5 queue, upload file B tách thành 10 queue, tách thành 10 phần gì đó thì cứ đẩy hết cho hàng đợi đó thôi. Còn việc khi nào mình upload thì việc đó là việc của mình, việc của một thằng khác, thằng nó sẽ chạy độc lập để nó tắt ke cái việc upload này, nó kiểm soát giống như bạn Khoa vừa mới nói đó, là cùng một lúc có thể chỉ giới hạn gấp 5 file hay là 10 file thôi, sau hết 5 phần tiếp nhé. Thì cái phần thứ nhất là cái queue của bác là nhảy, nhưng cái phần thứ hai là phải có cái queue của video để biết cái file nào đang upload, thấy không? Giả sử như máy mình có 10 file, mình bây giờ giúp có 2 file thôi, 2 file mình tách ra thành mỗi file là 5 bát gì đó mình đã vô trong queue đó, nhưng mình phải để được, mình phải có cái queue video để biết là cái video nào đang upload, cái video nào không nằm trong danh sách đó thì là không upload nhé. Thì cái queue thứ hai mình là cái video queue hai mình phải có đấy, đó là cách mình đi là mình nhé. Rồi bây giờ tại mỗi thời điểm đây này, mình chỉ cho giả sử mình chỉ cho 2 thằng được upload song song thôi, không cho tới 5 thằng nhé. Thế thì giống như đây mình lấy 2 thằng ra upload, và upload thằng nào thì mình đặt đã thằng đó vô cái uploading bus để mình đánh dấu nó đang upload nhé, đánh dấu đang upload chưa, yeah. Mình đã vô, còn những thằng nào mà không lấy ra thì thôi cứ để trên đó chưa, yeah. Thì cùng mình sẽ giới hạn cái kích thước size của cái uploading bát này mình. Tại trước khi mình đẩy vô trong cái queue cái uploading bát đấy, mình sẽ kiểm tra trước khi mình quyết định upload bát đó không, mình kiểm tra cái size của cái queue đó. Nếu mà nó đặt giới hạn chưa, ví dụ mình giới hạn 5 cùng một lúc chỉ có 5 file được, 5 phần được upload thôi, mà bây giờ nó đã có 5 phần nằm lái rồi thôi thì không đẩy vô nữa. Giả sử nó có một phần nào đó nó vừa upload xong đúng không? Upload xong mình remove ra khỏi cái queue đó rồi á, thì bây giờ nó còn trống lại một slot thì mình đẩy tiếp một phần người tiếp theo vô. Upload mình đẩy vô nhá. Thì mình không có, mình bị giới hạn tài nguyên, mình phải chơi theo kiểu nhà nghèo là phải như vậy, đúng không? Thì mình phải giới hạn nó bằng cái cách giới hạn cái size của cái uploading queue này. Nhá. Được chưa? Đây. Move ra khỏi cái bát queue và đưa vô uploading queue. Bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao để mình chọn cái path. Trong cái queue mình giả sử như mình có 3 cái video, mỗi video là tách một cái video là 10 phần, video là kia là 20 phần, video kia là 30 phần đi. Bây giờ cái queue của mình chỉ chứa được 5 bát thôi, cùng lúc chỉ có khả năng upload được 5 phần thôi. Thì bây giờ mình chọn cái phần nào của thằng nào? Chọn hết 5 phần của thằng A hay là chọn hết 5 phần của thằng B, hay là chọn một phần của thằng A, 2 phần của thằng B, hay chọn 3 phần của thằng C? Theo mọi người nên chọn như thế nào? Ok, bây giờ mình sẽ thảo luận tiếp nhé. Mình giới thiệu cho mọi người một số cái. Mình giới thiệu cho mọi người một số cái chiến thuật để mình lựa chọn nhé. Thứ nhất là first come first out. First come first serve, đúng không? Tức là thằng nào đã vô kêu trước, cái video đã vô kêu trước thì chọn cứ theo là được. Xong thằng A đã tới thằng B xong. Cái chiến thuật thứ hai là shorted shortness gì đó. Tức là cái video nào ngắn nhất đấy, ưu tiên nó trước. Cái thứ ba là priority. Khi đã vào đánh dấu, đánh thứ tự ưu tiên luôn, là cái thằng đây phải đặt ưu tiên lên, upload trước giúp cho tôi, cái thằng kia phải upload sau cho tôi. Đó. Cái thứ tư là gì đấy? Short remain time. Ví dụ như thằng A nó đã upload được
nó có 10 phần, nó block còn lại có 1 phần, nó block 9 phần nào còn có phần thì phải ưu tiên cái phần còn lại trước. Đó. Cái thằng dưới cùng là cái round robin là cái nãy mình giới thiệu cho mọi người là xây vòng, cứ thằng A phần B phần C phần cứ dạy xây vòng đúng không? Nó còn rất nhiều cái chiến thuật có block khác nhau nữa. Thế thì tùy vào cái chiến thuật upload khác nhau mà cái giao diện mình hiển thị nó sẽ khác nhau này. Giả sử như mình làm fetch service ấy, thì giả sử như cái hàng đợi của mình nó chỉ có cái queue của mình chỉ có bao nhiêu, cái uploading của mình chỉ có cùng một lúc là 5 phần thôi, mà thằng A đây tắt là 10 phần, thằng B thành 15 phần, như vậy thì trong một lúc mình chỉ có một cái video được upload này, đúng không? Thằng B này không bao giờ thấy hai cái thằng này trên chạy song song. Rất nhiều, còn rất nhiều chiến thuật, bởi mọi chiến thuật khác nhau thì cách hiển thị lên giao diện người dùng khác nhau và cái cảm giác trải nghiệm của người dùng nó cũng sẽ khác nhau. Bây giờ mọi người câu hỏi đặt ra là mọi người hãy chơi game thứ ba, bây giờ hãy thảo luận và nêu những cái có lợi và cái bất lợi của mỗi chiến thuật đó, liệt kê tất. Bây giờ mọi người có thể chọn 1, 2, 3 chiến thuật đó tùy mọi người nhé. Rồi cái mọi người để cái cột nào rốt để riêng, cái cột nào cái nào mà lợi, cái nào bất lợi để riêng ra, thì mình đếm mình sẽ cộng lại tất cả nhé, cộng tổng cái lợi với tổng cái bất lợi của tất cả những cái chiến thuật lại với nhau. Được chưa? Đội nào liệt kê nhiều hơn đội đó thắng và là thắng chung cuộc và sẽ nhận phần quà trị giá trên dưới 2 triệu đồng. Ok. Game này chơi 3 phút nữa nhé, được không? 5 phút ạ? 5 phút, rồi 5 phút nhé, 5 phút. Mình gợi ý một số cái chiến thuật nha. Còn mọi người liệt kê cái ưu điểm và nhược điểm nha. Giải. Cho anh xin mời được giải nha. Đây, team số 1. Sai. Đây. Chiến giải thì lấy ở đây nhé. Đây. Liệt kê ưu điểm và nhược điểm của mỗi chiến thuật nhé. Mọi người thảo luận nhỏ nhé. Sau đây là mọi người thảo luận nhỏ nhé để vấn. Thảo luận nhỏ thôi nhé. Thank you.
Trị giá cao lắm, giá trị cao lắm, không rơi được đâu em. Bây giờ đúng là mới biết mất đi cái sự giá trị cao đúng. Giá trị cao để yên cho mọi người thấy cái hầu. Do tỷ số đang cân bằng á nên vòng này là vòng quyết định nhé, nên mình sẽ không đọc kết quả này nhé. Mỗi team chuẩn bị cho mình một đội trưởng để ra tự đọc và tự đếm cái số kết quả của mình nhé. Round robin là xoay vòng này. Hết giờ chưa? Nói để mình ý, có bao nhiêu ý gì với rồi, còn 5 giây. 5 giây. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ, đề nghị hai đội. Hai đội nộp lại kết quả. Nộp lại kết quả đi à. Đội số 2, đội số 2, dừng. Hai tờ luôn nè. Hai tờ luôn đúng không? Hai tờ luôn, đây, bên đây luôn nè. Bây giờ mình sẽ đề. Tại vì vòng này nó số đây nhá, vòng này là vòng quan trọng, cho nên mình muốn đội thứ nhất cử đại diện lên trình bày và đếm số kết quả. Đội số 2 nhắm lại bên dưới đếm theo đúng bao nhiêu kết quả không nha. Nhắm lại kết quả của đội đối phương nhé. Xí nữa mình sẽ làm ngược lại, đội số 2 trình bày, đội số 1 sẽ nhắm lại kết quả theo đúng không? Bao nhiêu đếm nha. Đội số 1 cứ đại diện đâu? Mình. Không đồng ý thì có trọng tài. So, hello. So about em nói tiếng Việt cũng được, không cần phải nói tiếng Anh. Cái với confessor thì mình không cần phải sợ. Nên là đụng đau làm đau là đấy đó. Ưu điểm là không cần phải sợ. Một. Được không? Được chưa? Một. Đội kia đếm nhé, đội bên kia đếm nhé. Tuy nhiên sẽ tốn nhiều thời gian để hoàn thành upload. Đó là nhược điểm đúng không? Điểm. Hai. Và sẽ tại. Hai. Hai. Trải nghiệm người dùng sẽ tệ. Bởi vì... Hai. Là ba rồi đúng không? Ba. Ok. Thì tới cái thứ hai là sóc thịt nét đúng không? Sóc thịt nét thì sẽ cho làm cho việc upload nhanh hơn. Tại sao nhỉ? Đối với ấy là sẽ làm cho việc upload từng phần nhanh hơn. Ai biết? Không chắc, no, không biết. No. Chỉ có cái phần nhỏ hơn là nó cảm giác nhanh hơn. Đúng rồi, nhưng mà phần này ý này không, nó không đúng đúng không? Ba, dừng lại ba thôi, tiếp theo. Bắt lại là phải sọt nhỏ. Đúng rồi, phải sọt, không biết cái thằng nào thì lớn hơn nhỏ hơn. Nhỏ nhất để 4, được không? Okay. Không, chị cầm biết lên nói em, để nó thu. Đội đây cầm mic phản nói nhé, đội đây cầm mic trình bày nhé. Rồi tới đội ưu tiên thì bắt lại là cũng phải sọc. Đúng rồi, sọc theo đội ưu tiên. 5 rồi đúng không? Mấy rồi? 5. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái ưu điểm là upload những thành phần mà mình mua người dùng hoặc là thành viên muốn thì upload lên trước.
tăng tên người dùng. Tức là đáp ứng được cái mong đợi thứ tự của người dùng. Dạ. Sáu được chưa? Ok. À, cái thứ tư là bắt lại là mình phải tính toán để biết được là những thành phần upload nào còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? À, 7. Ok. Cái lại là nó sẽ hoàn thành nhanh những thành phần cần upload. Những phần gần kết thúc rồi. 8 được chưa? Hết. Cảm ơn đội thứ nhất. 8 điểm. Bây giờ đội thứ hai và đội team 1 nhớ đếm kết quả nhé. Đây là phần trình bày của team 2. Thứ nhất là cái first time là đội điểm của nó là sẽ tốn ít bên thông hành. Phát cầm phát sơ đâu có tăng giảm băng thông gì đâu, băng thông nó vẫn nhiều đái, đâu có tăng giảm gì đâu. Không đồng ý. Một không nhưng mà nó không tính toán đâu, đúng là cách đơn giản nhất. Ok, một. Ok, và tiếp điểm theo là nó là không bị ảnh hưởng bởi các file khác, nghĩa là file nào tăng lượng nhưng mà nó đang tải nó sẽ không bị sao quá. Ý này không rõ, ý không rõ. Ý không rõ, không rõ. Đâu có nào bị ảnh hưởng đâu. Ok, chỉ có một thôi nha. Một. Cái nhược điểm của nó là đã hỏi cái nhược điểm của nó là nó sẽ tốn nhiều thời gian nhất, làm nó tốn nhiều thời gian, nó làm được cái này tốn nhiều thời gian. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Không, không, mình gói đồng ý. Nó cũng bao nhiêu gói đó thôi mà. Tống gì đây nè. Tổng nó cũng là ví dụ tổng tất cả các file thì là 100 gói. Thì ở đây có lớp thằng nào trước thằng kia sau gì nó cũng là 100 gói thôi, cũng bao nhiêu thời gian. Không đồng ý. Không một. Không không. Một file mỗi lần chỉ được một file. Rồi hai. Thứ hai nhé. Cái thứ hai là cái priority schedule. Là giống như bên kia nói là nhảy cái ghi này không phải là mình sẽ upload theo thứ tự mình muốn cho người dùng muốn. Rồi ba. Cái remaining time này. Nhược điểm của nó là những cái tệp quan trọng thì không được tải trước, không được ưu tiên trước á, nhưng mình không tự sắp xếp. Tại vì không sắp được ưu tiên. Ok, chấp nhận đúng không? 54. 4. Nhân gì? Nhân gì? Nhân gì? Nhược điểm thứ hai là thứ tự file của nó thì bị lộn xộn á. Thứ tự file của nó bị lộn xộn. Thì người ta đã có sọt ra. À rồi, thứ tự sai rồi sọt. Ưu tiên là khi mà mình sau thì mình thấy được cái sản phẩm của nó. Ví dụ như cái mà trước thì mình sẽ ít ra thì mình cũng có sản phẩm rồi. Đó. Đúng rồi, người ta. Đó là ưu điểm của nó. Là người dùng có cảm giác là đã upload xong cái file rồi, thấy thành quả xong rồi. Đó, sẽ có thành quả đó. Ví dụ như mà trong cái lúc đăng tải dài này, đúng không? Đang gặp lỗi thì sao, lỗi internet thì sao? Chấp nhận, mình trải nghiệm người dùng là cảm giác là đã thành công rồi. Sáu. Còn cái roll robin này, ưu điểm là làm một lần được nhiều cái tệp. Đúng không? Làm một lần được nhiều cái tệp. Upload được nhiều cái. Đồng ý không? Upload nhiều cái, đúng không? Upload đúng không? Upload một lần 3 cái, 4 cái, 5 cái này, đúng không? Đó, ưu điểm đấy. Sao cùng một lúc người ta thấy 4 lần file đăng ký. Ok, rồi. 7. Cái 8 thứ 8 này là những cái tệp mà nhỏ á. Những cái tệp mà nhỏ khi sẽ tải xong rồi á thì sẽ nhường cái bộ nhớ lại cho những cái cái thằng nào cũng vậy không? Cái này thằng nào cũng vậy cơ. Upload xong nó nhường bộ nhớ lại thôi chứ.
không đồng ý, bảy thôi. Cái nhược điểm của nó là tốn tài nguyên. Ra Robin. Cái Robin nó. Tại sao tốn tài nguyên? Nó cũng bao nhiêu gói đó, nó cũng tốn tài nguyên. À, khi mà nó chạy nhiều một lúc thì nó nóng máy, nó tốn tài nguyên. Thằng nào nó nóng lắm. Không đồng ý. Tài nguyên nó sẽ chậm đúng không? Bảy đúng không? Bảy hay tám? Không đồng ý. Đó rồi, bảy. Cảm ơn team số 2. Không được. Không, không. Phản bác lại thôi. Cái này trong cái nhược điểm của cái confessor của bạn bạn team học. Biết rồi. Chốt kết quả rồi chứ. 7 điểm. 7 điểm, 7 điểm. Đâu có tốn thời gian. Hôm nãy mình cũng phân bác mà tổng thời gian đâu có đổi đâu. Người dùng cảm giác là nhanh hơn. Em nghĩ này đúng này, cái tệp nhỏ khi mà tải xong rồi thì nhường tình nguyên lại cho tệp cái tệp còn lại này. Không, bát nào xong thì nhường tình nguyên lại cho bát khác thì tổng số bát như nhau. Như nhau thôi. Bên kia nói là người dùng có cảm giác là có thành quả nhanh hơn. 7 điểm. Chưa. Quà chưa trao nhé, tại vì phim còn dài lắm. Tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về đội số 1. Ok. À mình mọi người liệt kê hết rồi, và nãy mình đến tới 7 với 8 là bao nhiêu? 15 cái kết quả đúng rồi đúng không? Mình chỉ nói một số highlight, một số quan trọng thôi. Là khi mọi người áp dụng cái round robin ấy thì gần như mọi người có cảm giác cái file nào nó cũng được upload ra hết. Thì cái file nào nó cũng nó một cái mình có 5 slot đúng không? Thì mình sẽ cảm giác là năm file nó cùng upload đồng thời. Thì người dùng có cảm giác thằng này nó chạy song song này. Mặc dù về kết quả sau cùng thì nó cũng là bao nhiêu phần đó thôi, nó cũng không có nhanh hơn. Nhưng mà cảm giác người dùng là kêu thằng này nó viết chương trình là trình đốt, nó có đa tiếng này, chạy 5 thằng cùng lúc này. Đúng không? Chứ con chạy mình chạy phát công phát nào có thằng thứ nhất nó 10 phần thì mỗi một thằng thứ nhất nó chiếm toàn cái này hết. 10 phần rồi. Thì người ta có cảm giác thằng này chạy một lúc chỉ có một file thôi chứ không phải đa tiếng, mà thực ra mình lúc 5 đa tiếng 5 phần. Về mặt technical thì nó như nhau, nhưng mà về mặt cái trải nghiệm người dùng ấy thì tự nhiên họ cảm giác là cái thằng này nó làm lập trình dở ghê, một lúc có chạy upload được một file, đúng không? Không có song song được, không đa tiếng được, thằng kia lại đa tiếng được. Thì đó là cái khác biệt giữa cái first come first service với lại cái round robin ấy. Đó. Còn cái những cái ví dụ như là sorted first đúng không, thì người ta cái file ví dụ như cái file này chỉ có 5 phút thì nó chạy việc SQL xong liền, cảm giác là một file đã lên server rồi, an tâm rồi, không còn đợi với máy mình nữa, không sợ là không sợ mất nữa đúng không? Nhưng mà nếu mình chọn mình chọn cái thằng mày dài nhất trước ấy thì không biết tới khi nào nó xong. Thằng nó 40 mê, nó cứ 40 GB, nó cứ upload miết, còn thằng 1 mê không bao giờ xong, nó cứ đợi phía sau. Thì cái cảm giác mà cái thành tựu, cái kết quả có được liền của người dùng nó nhanh hơn của cái thằng sốt thực thăng. Còn rất nhiều thứ khác thì chắc là mọi người giải thích rồi đúng không? Mình chỉ highlight một số cái điểm như này, mọi người xem. chưa có kết quả cuối cùng mà. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì khi mà nút lock file xong đây? Xong một phần thôi nhé. Đúng không? Bây giờ xong một phần thì remove nó khỏi cái blocking này. Và mình đẩy cái batch kêu này. Cái video kêu mình sẽ có một cái mảng là chứa là upload. Upload rồi, tức là những cái phần đã upload rồi á. Mình sẽ đẩy nó vô cái mảng đó. Upload xong thì remove cái batch nó ra khỏi cái kêu uploading và đẩy vô trong cái mảng của video kêu này. Một phần dữ liệu thôi nhé. Để làm gì? Để khi mình upload một phần ấy, mình sẽ có tổng số batch này đúng không? Mình lấy cái kích thước của cái batch những cái phần đã upload xong á. Ví dụ upload đã xong, upload xong hai phần đây thì lấy cái size của upload định chia cho cái tổng số bát là mình cập nhật được trên giao diện, mình là upload 5%, 10% gì đó. Hiểu không? Hiểu chưa không? Từ giờ đó mọi người tính được mới cập nhật được giao diện là upload 5%, 10% gì đó nhá, hay là 30% gì đó. Thì khi mình upload xong một phần mình phải làm việc đó, mình cập nhật lại cái mảng này để mình có được cái giao diện. Nha. Rồi cái điều thứ hai này. Remove bát từ cái khỏi cái upload định đúng không? Rồi. Cái vấn đề thứ ba này, giả sử như mình
cái file đó có 5 bát và giờ nó block xong 5 bát đi. Cái bát thứ 5 nó block xong ấy. Thì bây giờ mình phải move cái video queue này. Bây giờ nó xuất hiện thêm cái queue thứ 3 này. Move cái video queue sang cái trending queue. Move ra khỏi cái video queue để nó không còn cái block cái phần trăm dấu gạch bao nhiêu trăm đâu. Mà nghĩ vào cái trending là để làm gì? Để cho bạn đợi để chờ cũng tương tự như block ấy. Mình không có tài nguyên để mình làm cùng lúc tất cả mọi việc. Với thứ hai là để đây là ba an toàn, xíu nữa mình sẽ nói phần anh xử lý interrupt. Thì mình phải có cái joining queue đó. Cái joining queue là những cái phần, những cái video mà đã upload xong chờ nói cái phần lại với nhau. Đấy. Rồi xong cái joining queue thì nếu mình có cái video nào trong cái joining queue đó thì mình sẽ join file lại, móc ra khỏi cái mảng joining queue đó, mình join file lại xong rồi mình join file xong thì nó có cái địa chỉ của cái file đó đúng không? Xong mình cập nhật lên database của mình là cái video ID bao nhiêu đó là có cái địa chỉ gì đó cập nhật liên lại nhé. Cập nhật xong thì mình remove ra khỏi cái joining queue. Thì lúc này bây giờ thì gần như là cái upload của mình nó xong. Thì upload có bao nhiêu đó thôi chứ ấy. Nhưng mà in là mình mất bao lâu? Tại vì ban đầu mình chỉ nắm phần lý thuyết ấy, của Đức nó chỉ biết là thư viện nó hỗ trợ AWS nó giới thiệu là multipath upload. Đinh là như vậy, đắp ra 5 phần vậy đó. Nó đẩy ra, nó cắt cái file ra thành bao nhiêu phần đó, nó upload lên cái đồng loạt cái nó chết cha mất cái app không chạy được. Thì nó sẽ tắt ở cái bước mà cái bước thứ nhất ấy là biết thôi á. Tắt ở bước biết đó biết rồi mấy tháng trời không xong. nó đi vọt lắm này. Xong rồi, theo như lý thuyết của AWS mà họ trình bày vậy thì xong rồi, 90% là xong rồi đấy. Nhưng mà 90% nó chỉ có cái đoạn phần nâu dưới thôi. 90% nó chỉ bằng có 10% của cái tổng quá trình mình làm thôi. Còn lại đó, cái 90% thực sự phía sau thì mình chưa xong. À, thì đây. Bây giờ mình sẽ nói một số cái trick nhé. Điều gì xảy ra khi mình đang upload mà mình bị interrupt? Dừng app lại hoặc là người ta kêu app đi. Giờ điều gì xảy ra? Hả? Không, phần này không có điểm nhé. Phần này không có điểm nhé, vẫn tin là đã lại được. Thì sẽ ra. Có tin là xung phong không? Không, phần này không có điểm ngay cửa. Chắc là có phần vạc cá nhân này cho gửi lại. Đây, giả sử như mình đăng cái file mình đang cho đấy, thì khi resume lại mình thấy cái vì mình chưa join xong ấy thì mình lương ở trong cái queue là trending queue á, lương queue mình chưa join xong á, chưa có kết quả respond từ server trả về thì mình coi như nó chưa hoàn thành. Thì khi mình resume lại log lên lại thì mình thấy nó còn trong đó thì mình resume lại nó join trở lại, join tiếp lại bình thường không có sao, chừng nào thành công thì thôi, thành công thì mình remove ra khỏi cái join cái queue đó thì mình xử lý được cái trường hợp interrupt cho cái vụ joining rồi. Nhưng mà còn cái vụ thứ hai là đang upload thì sao, một cái bát nào đang upload á thì bây giờ nó cũng tương tự vậy thôi. Mình có cái uploading path đấy, mình có cái danh sách mình lưu ấy. Thấy không? Nên bây giờ giả sử mình đang upload giữa chừng người ta kêu app đi, không hoàn thành được cái phần đó. Thì khi mình mặc app lên lại thì mình vẫn còn lưu trong đây, mình lưu nhớ là lưu mấy kêu này trong DB nhé. À, lưu trong local nhé. Ví dụ như các bạn dùng React thì các bạn lưu trong cái Redux store ấy. Các bạn dùng mobile thì các bạn lưu trong core data của iOS đó hoặc là RAM DB cross platform được đúng không? Là room của Google đó, các bạn có lưu cái queue này lại chứ, còn cái queue này mà các bạn để ra bộ nhớ không, khi queue app đi, check app đi thì mất hết toàn bộ nhớ là coi như xong phim. Toàn bộ bát upload bạn fail, bạn không biết file đang upload ở đâu, join hay chưa join, bao nhiêu bát upload, không biết được. Nên mình nói là tất cả những cái queue này phải đẩy vô Boston Storage, tức là lưu trữ dài hạn ấy, đẩy vô DB, hoặc là đẩy vô cái chain gì đó của iOS cũng được, hoặc là Android thì có share gì đó đúng không? Bất cứ hình thức nào mà các bạn lưu trữ dài hạn các bạn phải lưu lại. Lưu mấy cái link này lại. Và khi log lên mình thấy nó thì mình đẩy upload lại thôi. Rồi bây giờ làm gì? Khi nãy một số bạn có đặt câu hỏi đúng không? Cái gì ảnh hưởng tới cái chất lượng làm cho nó upload này không hiệu quả đúng không? Bây giờ sao giả sử lỗi xảy ra đi. Lỗi mạng này cũng có nhiều trường hợp lắm. Trường hợp thứ nhất là bây giờ giả sử đi cái reseller, tức là khi các bạn upload lên mấy cái dịch vụ upload online ấy, thì bao giờ nó không cho bạn cái đường link để upload và cái đường link nó có thời hạn, nó giống như asset token của mình ấy. Nó có thời hạn chứ không phải là upload mà mãi mãi được đâu. Giả sử như sau 5 tiếng, 10 tiếng bạn không upload thì cái đường link nó không upload được đó.
Giả sử như bây giờ người ta đang dùng, người ta kêu app đi, ngày sau người ta bật app lên lại, chắc chắn là tham mau rồi, chắc chắn là cái link đó hết hạn rồi, thì làm sao? Cái trường hợp đó thì mình phải xin lại cái resize URL mới, xin lại resize URL mới và cập nhật cái resize URL vô cái danh sách tham lưu link này. Mình đang lưu cái này mà mình log app lên lại là mình có cái list này, mình biết thằng nào đang upload và mình bị fail thì mình kêu cập nhật lại cái resize URL, mình đẩy lại người kêu remove nó ra khỏi cái này nhé, remove ra khỏi cái đang upload nhé. Để ngược lại vô, để chờ tải lượng tiếp theo, để cho thằng khác nó có dành riêng chứ không phải chiếm nhiều tiền mới được. Rồi tương tự vậy, có nếu mình ngoài cái lỗi mà hết hạn ra thì có rất nhiều lỗi mạng khác, ví dụ như đang cấp wifi bắt, cấp wifi nó fail, bắt wifi lại nên báo fail thì bây giờ cũng tương tự, nhưng mình mà không cần phải cập nhật lại cái resize URL, mình chưa hết hạn mà mình chỉ cần remove gói đó, cái mà đang uploading đó, cái phần cái bát đang upload lại ngược lại cái bát kêu, lại ngược vô lại để thằng kia nó chạy, để những thằng khác chạy nhé. Fail rồi thì phải nhường quyền cho người ta chứ không cứ fail cái chiếm quyền miết là không được. Đấy. Rồi. Bây giờ là tới optimize nhé. Tuning performance. Vấn đề gì xảy ra ở đây? Bây giờ giả sử như cả một cái gói mình, cái file mình là bao nhiêu? 4GB. Không lý mình gọi API 400 lần để mình tạo 400 cái resize URL, đúng không? Mình muốn upload file lên server mình phải có cái link cho phép mình upload á, resize URL đó. Nếu mình gọi API 400 lần thì mỗi lần gọi API nó tốn tài nguyên RAM, memory này nọ để nó thiết lập kết nối tới cái server á. Và đồng thời timeout của mỗi cái request là bao lâu? Mặc định là 30 giây đúng không? Thì 400 file, 400 phần gói như vậy thì các bạn nhân lên cho 30 giây là bao nhiêu? Mất mấy tiếng đồng hồ. Thế thì thay vì mình làm như vậy, mình gọi 400 lần, mình bắt lại, đóng gói lại, gọi API một lần cho một lần thôi, server xin cho mình 400 cái link nhạy, 400 cái resize URL đó, đẩy gì cho mình một lần duy nhất, mình tốn chỉ có 30 giây, tối đa 30 giây nhé, không chắc 30 giây nhé, có khi chạy 1-2 giây là xong rồi, có khi cũng tới 1 giây, nhưng mà timeout tối đa là 30 giây. Vậy thì mình tốc độ thực thi mình nhanh hơn bao nhiêu lần? Nhanh hơn gần 400 lần đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ mình quyết định thử là mình upload bao nhiêu gói đồng thời. Câu hỏi đặt ra nhé. Cái nãy mình có nói là một lần, ví dụ nãy bạn Kho nói giả sử mình phải cố định là 10, một lần mình upload được 10 gói, 10 bát nhé. Thì có những device nó quá mạnh, ví dụ như bây giờ là máy iPhone 11 Pro gì đó đúng không? Hay là Galaxy Note 2, S20 gì đó đúng không? Nó quá mạnh mà lần có 10 gói ăn nhầm nhòi gì đó, đúng không? Thì những thằng khác nó upload 20 gói cùng lúc, thằng khác upload 50 gói cùng lúc thì nó ra máy, app của bên kia nhanh hơn, dùng app bên kia thì không dùng app bên mình, đúng không? Chứ có 10 gói mà chậm quá thì... Thế thì bây giờ mình đã tùy vào độ mạnh yếu của device ấy, thì lúc mình khởi động lên mình sẽ đọc cái thông tin của device. Device đó có bao nhiêu CPU, tốc độ xung nhịp bao nhiêu. Rồi memory RAM bao nhiêu. Thì mình sẽ tính toán tổng hợp gì đó, mình dựa trên căn cứ là mỗi cái gói mình á, mỗi gói mình là có dung lượng bao nhiêu, mình sẽ tính ra được là ok, với thiết bị này mình chưa buffer lại nhé, đừng có chạy hết nhé, chạy hết nó overload device ấy. Mình chừa lại khoảng 20-30% gì đó của khả năng của máy để chạy những dùng khác thôi, còn lại mình tận dụng hết. Bây giờ giả sử như thiết bị mạnh, iPhone 11 Pro tôi chạy 50 gói cùng lúc, chạy vèo vèo cho nó nhanh. Nhưng mà bây giờ gặp cái con cùng mía như ví dụ như Nokia gì đấy, Nokia gì của mình đây. Nokia N5 vậy đúng không? RAM có 2GB mấy thôi đúng không? 2GB bây giờ còn có, hồi làm chạy mất đi rưỡi còn 500GB thôi. Thì bây giờ tôi phải chạy, chị cũng chạy bao nhiêu? Tính vừa phải thôi nhé. Giờ giả sử tôi chạy có một gói thì nó ngang với upload bình thường đâu, có multipath gì đâu. Thì đằng nào các bạn phải cân đối con số hợp lý, tối thiểu cũng là 5 hay là 7 gói gì đó đồng thời nhé. Nhưng mà đừng có cao quá, giờ tôi có chỉ có còn lại dư có 500 MB mà tôi chạy tới 15 gói thì chắc có khi là device mình ở đây. Thì con số đó thì các bạn cân nhắc, các bạn test thử rồi có khi nếu cần thiết thì sau này các bạn nào nghiên cứu AI gì đó, nhúng giải thuật, nhúng AI vô với thông số kỹ thuật như vậy thì thông thường chọn bao nhiêu là phù hợp đó, thì cái điều đó các bạn phải tuân cái performance nó tùy vào device để cho người dùng có cảm giác là cái này chạy nhanh nhất và cái này chạy song song trong giới hạn có thể của device thôi nhé.
Ok, ở đây là rất nhiều cái tài liệu liên quan tới lập trình đa tuyến, ví dụ như trên và multi-backlog của AWS này, của Azure này, của Google Cloud này, Cloud Platform này. Rồi có nhất một số lý thuyết về cái nguyên lý là hệ lưu hành đó của Tuto Spon, thì các bạn nếu có thời gian các bạn về xem lại. Rồi một xí về đa tuyến thì ví dụ trên Android thì các bạn dùng gì? Android các bạn làm, bạn làm Android nè em Minh, Android dùng gì? Trên Android muốn chạy đa tuyến mình làm cái gì? Grid, đúng không? Trên iOS mình chạy đa tuyến mình dùng cái gì? Mình làm Asyntax đúng không? Cái gì đấy? GCD Dispatching rồi đúng không? Thế thì cái đó GCD thì thực ra trên iOS ấy các bạn họ có cái gọi là GCD ấy, là Grand Central Dispatching á. Tức là bây giờ không phải mình muốn đải bao nhiêu RIC cũng được. Ví dụ như mình download một file 4GB mình đải tới 400 RIC là chạy quá nhiều. Thì trên iOS nó sẽ manage cái đó, nó chỉ ví dụ nó giới hạn khoảng 5 hoặc 10 RIC đó thôi. Cái tab đải vô trong cái đó thì nó sẽ phân ra 5 hoặc 10 RIC đó. Mình có thể mình đẩy 15 tab, 20 tab bắt đồng bộ đó, nhưng mà cái tab đó nó sẽ tự phân ra khoảng 50 RIC đó chạy. Đảm bảo là có số lượng chạy song song vừa phải, không quá chậm nhưng mà cũng không quá tải đi qua, nó làm tốt việc đó như vậy. Còn trên Android thì muốn chạy bao nhiêu chạy, muốn đải bao nhiêu đải, miễn là hết memory thì nó crash thôi, đúng không? Đúng không? Hết memory crash thôi đâu. Liên quan tới đa tuyến mình nói xin nữa, cái đa tuyến phía các bạn lập trình là web thì các bạn cái multi path backlog này nguyên lý này các bạn có thể dùng cho front end được nhé, không các bạn mobile nhé. Không, có ví dụ các bạn dùng Vue CS hay các bạn dùng gì đó, Framework React.js đó, các bạn vẫn có thể tách file ra thành những cái phần cho khác nhau, các bạn upload đầu tiên. Thì trên JavaScript thì nó có cái async function nhé. Assign cho nó đấy. Thì nhiều bạn nhầm lẫn assign là phải đi liền với away. Nhưng mà thực chất là assign không đi liền với away nhé. Assign là để cho nó chạy mất đồng bộ. Nó chạy không đợi ai, không chờ ai. Nhưng mà away là chặn nó lại, trong những trường hợp nhất định tôi phải chờ anh xong tôi mới làm được thì tôi chặn nó lại. Rất nhiều bạn cứ viết async là phải dùng assign. Rốt cuộc là nó không có song song gì hết trơn, nó cứ tương tự nó chạy đừng nào viết assign xong mà vẫn phải chờ để làm sao đâu có song song được nha. Assign thì cứ để cho nó chạy song song đi, cứ chấm đen gì đó cho nó chạy đi nha. Khi nào mà bắt buộc phải dừng lại chờ kết quả thì mới dùng away. Hạn chế dùng away càng ít càng tốt. Dùng away càng nhiều nó sẽ làm chậm lắp lại tiến trình mình, thì có cái đó là cái sai lầm mà ok thì đó là tất cả những gì mình vừa mới nói xong là multi path blocking. Và sorry hôm nay phần quà chiến thắng dành cho team nào, team số 1 với tỷ số là 3-2-1, mời về team số 1, mời team số 1 nhé, chụp ảnh, team số 1 mở, team số 1 lên đây, team số 2 chụp ảnh nhé. Tiếng số 1. Rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các team. Cảm ơn cả team số 1 là team 2. Cảm ơn mọi người.